nay giày nam.com sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu giày đời công sở mang theo phong cách của xứ kim chi Hàn Quốc, mang mã số RL1807 và được sử dụng trên một nền da đen bóng các bạn ạ. Bản chất của dòng da bóng cũng là những dòng da thuộc được thường được bóc một lớp mỏng, sau đó sẽ cán lên một lớp da bóng, lớp da không nhiều lên, vẫn bản chất của vẫn là dòng da, vì thế vẫn đem lại độ đàn hồi cũng như độ bền của đôi giày RL1708 này. Các bạn có thể nhìn tổng quan sản phẩm được thiết kế trên nền da bóng, vì thế đôi giày sẽ đem lại sự trẻ trung cho những người yêu thích sự bóng bẩy cũng như là phong cách mới lạ. Đế thì được sử dụng giữa dòng ép gỗ và cao su, các bạn có thể nhìn thấy đây. Dòng gỗ thì sẽ đem lại sự nhẹ nhàng cũng như là trông trẻ trung hơn và sang trọng hơn. Bọc thêm một lớp cao su ở ngoài sẽ chống được cái sự trơn trượt cũng như đem lại sự ma sát, độ êm chân và sẽ không phát ra tiếng tê của các bạn khi lên sàn gỗ hoặc sàn gạch. Lớp lót bên trong thì được sử dụng bằng da bông, độ thấm hút màu mica. Các bạn có thể nhìn tổng quan sản phẩm, sự đối lập giữa đế giày là màu vàng và màu đen. Các bạn có thể nhìn thấy sự trẻ trung trên đôi giày này đúng không ạ? RL1807 sẽ được lựa chọn cho những anh chàng yêu phong cách. Hãy truy cập trang web www.giaynam.com hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0912698523 để tìm hiểu về sản phẩm cũng như các chính sách ưu quyền ưu đãi tại giaynam.com. Chúc các bạn có sự lựa chọn thông minh và hoàn hảo. Cảm ơn các bạn.